Xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn nhân dịp Giáng sinh năm 2020. Chúc anh chị và các bạn có mùa Giáng sinh thật là an lành, ấm áp bên người thân và gia đình. Và chị hôm nay Sài Gòn ngày 24 tháng 12 năm 2020 và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Cao Đạt. Và bây giờ Sài Gòn là 5:30. Rồi hôm nay mời anh chị và bạn chúng ta tiếp tục lang thang ở con đường Cao Đạt này và nhìn ngắm lại khu vực chợ Cao Đạt cũng như là chung cư chợ quán. Rồi mình sẽ đi vô nhà thờ giáo xứ Mai Khôi để anh chị và các bạn có dịp hình dung lại cũng như nhìn lại khu xóm chợ quán ha. Và đặc biệt là nhà thờ Mai Khôi cũng rất là lâu rồi anh chị cũng chưa có nhìn lại và thể theo cầu. Hôm nay mình lại có dịp lang thang ở đây. Bên cánh phải mình thì có những cái hẻm đi vô chung cư chợ quán. Bây giờ hầu như ai cũng tranh thủ đi về nhà rồi chuẩn bị đi lễ. Và bên cánh trái chúng ta nó là hẻm 204 Cao Đạt, và cũng là khu xóm ngày xưa của rất nhiều cô chú anh chị. Và đầu hẻm thì có nhà đại lý bán bia, rồi ngày xưa là tiệm tạp hóa. Rồi nhưng mà theo đó thì không tới theo sự chia sẻ của chú anh chị, nhưng mà em cũng không có rõ cho lắm. Chỉ biết ngày nay là bán đại lý bia, nước ngọt. Mình thấy bây giờ xe cộ rất là đông nè, ai cũng hối hả đi về để tranh thủ đi lễ, rồi chở con chở vợ đi chơi, đi chụp hình. Chợ Cao Đạt là chợ nằm ở trong một cái hẻm, một cái chợ nhỏ, không có nhà lồng chợ. Đó là hẻm 197. Đi thẳng đường này chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Biểu đến cầu Chữ Y nè. Và bên cánh phải đó là hẻm 197, hẻm đi vô chùa Thiện Mỹ. Đi ngang qua chợ thì buổi chiều thì chợ có bán rất là nhiều đồ ăn vặt như là ốc, rồi bún riêu, rồi rất là nhiều món ha. Mình đi thẳng cái hẻm này thì sẽ đến giáo xứ. Đây có quán chè, xe chè chị gái, rồi gỏi cuốn với lại ốc. Món bún bò. Tại vì mình không có mua nên thành ra cũng ngại đứng lại hỏi. Đây thẳng cái hẻm này là hẻm 63 Nguyễn Biểu nè. Nói chung chợ này thì cũng rất là quen với anh chị và các bạn, tại vì em cũng quay rất là nhiều video clip ở ngôi chợ này. Đây có tiệm tập quá. Đây có đình Bình Yên. Bữa nay mới thấy tên của cái đình. Một cái tên rất là Bình Yên.
cũng giống như khung cảnh của khu xóm vậy đó. Mình đang đi hẻm 676 Võ Văn Kiệt. Còn ngày xưa là hẻm 56 hay 58 gì đó. Mà giờ cũng trễ rồi nên nhiều cô chủ cũng dọn hàng. Chúng ta thấy đây là chung cư Chợ Quán nè. Và đi thẳng thì mình sẽ đi ra đường Võ Văn Kiệt, bến Trương Dương. Và bên cánh phải sẽ đi ra Trần Bình Trọng. Và bên đây chính là nhà thờ giáo xứ Mai Khôi. Chung giáo xứ này cũng nhỏ thôi, nằm ở trong khu chợ nhỏ, chung cư Chợ Quán này. Mà mùa Noel này thì cũng không có trang hoàng gì nhiều, chỉ là những dây đèn led xung quanh thôi. Giờ thánh lễ là 5 giờ chiều rồi, 8 giờ là thiếu nhi. Thẳng hẻm này thì mình sẽ ra Nguyễn Biểu nè. Thẳng hẻm này thì chúng ta sẽ đi ra bến Trường Dương. Nhà thờ ngày nay có địa chỉ là 666/66. Số rất đẹp ha. Hẻm này ngày xưa là hẻm 48 Hàm Tử. Chúng ta sẽ đi thẳng ra hẻm này ha. Rồi mình vòng vô chung cư lại. Nói chung các xóm đạo mùa này thì vắng lắm, không có đông vui như các năm về trước. Số cũ là số 48 nè. Mình sẽ vòng qua hẻm 58 ha. Chung giáo xứ thì cũng không có trang hoàng gì nhiều, mà nhìn mình cũng không biết được cái không khí Noel nó như thế nào. Trời chiều giao hẻm Chợ Quán và xem lại như ngang khu xóm ở giáo xứ Mai Khôi. Hôm nay thì có rất nhiều ông già Noel chạy ngoài đường để giao những phần quà cho các em nhỏ. Chúng ta thấy bên cánh trái mình đó là khu vực cầu Chữ Y. Cầu Chữ Y nó liền giữa quận 5 và quận 8. Cầu Chữ Y ngày nay thì chúng ta thấy rất là thay đổi về khung cảnh. Ở đường xá cũng rất là lớn. Rồi chúng ta sẽ đi về hướng này ha, để mình vòng vô cái hẻm 58. Nãy là hẻm 48 rồi, vòng qua đây là hẻm 58 ngày xưa nè. Ở khu vực này thì có một cái chung cư
Nhưng mà ngày nay thì chung cư không còn nữa, đó là những hình ảnh của một đại lộ, với lại những cái nhà trong ngày xưa thì ở trong hẻm thì bây giờ lội ra mặt tiền. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô hẻm số 58 Bến Hàm Tử ngày xưa và ngày nay là 676. Ở đầu hẻm thì bán rất là nhiều những cái vật liệu xây dựng với lại những cái dàn giáo cho thuê, với lại những cái bồn cầu cũ. Rồi chúng ta đi vô ha. Thẳng hẻm này mình sẽ vô chung cư luôn. Sài Gòn bây giờ là gần 6 giờ rồi. Hôm nay thì tối nay về dẫn đồng nhỏ đi vòng vòng ở nhà cho nó đi chụp hình. Lâu quá rồi không có được đi chơi. Với lại dạo này dịch bệnh ở Sài Gòn cũng đỡ. Nói chung đi lại cũng dễ. Và sang đây thì cầu mong cho cái dịch bệnh ở các nước hải ngoại sớm được đẩy lùi ha, để anh chị có dịp trở về quê hương và mình tự do đi đây đi đó. Và bên cánh trái mình đó là chung cư Chợ Quán. Này như là lô A. Bên kia là lô B thì phải. Buổi chiều mình đi vòng vòng ở trong đây xem cảnh sinh hoạt của bà con. Buổi tối ở đây thì cũng có nhiều quán ăn là cà cao, sữa đá, là bánh lăng. Đó, thẳng hẻm này mình sẽ ra Trần Bình Trọng nè. Bên cánh phải mình là lô C. Thấy không khí những ngày cuối năm thế này mình thấy không có gì gọi là lễ Tết ha. Và đây là hẻm 22 Trần Bình Trọng để đi ra đường Trần Bình Trọng nếu mình đi hướng bên trái nè. Bên trái là lô A chung cư. Về nãy là lô C rồi chứ không phải là lô A. Lô C cũng lớn hả. Trời chiều thì cũng hơi tối. Đi thẳng thì mình sẽ ra Trần Bình Trọng. Chúng ta đi vào hẻm nhỏ để vô cái khu xóm. Ngay đây là đình Quốc Tổ Hùng Vương, đền Hùng. Mình đi vô khu xóm ha. Khu xóm ngày nay thì có rất là nhiều nhà xây lại. Những ngôi nhà ở đây có diện tích tương đương với nhau. Nhà này cũng mới xây nè. Đây là hẻm 28. Mình sẽ ra hẻm 28 ha, thẳng hướng này là mình sẽ ra Cao Đạt. Lòng vòng trong khu xóm biết đâu có những hình ảnh của ngày xưa của rất nhiều của chú anh chị. Thank you.
chủ bán bột chiên. Chú khỏe không chú? À, bên kia có hẻm 33 Trần Bình Trọng. Hẻm đó cũng rất là rộng, nhà cũng rất là lớn. Và video clip ngày hôm nay chắc xin được khép lại tại đây. Một số hình ảnh ở chợ Cao Đạt, chung cư Chợ Quán, giáo xứ Mai Khôi, để các anh chị có dịp nhìn lại, và vì lý do gì đó chúng ta chưa có dịp về trong cái thời buổi này, thì hôm nay thông qua video clip cũng gửi quê hương đến gần hơn với cô chú bác anh chị và các bạn. Nhân đây em cũng xin chúc toàn thể anh chị có một kỳ nghỉ thật là vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên người thân và gia đình. Chúc cho một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta bước sang năm mới rồi. Mình qua đây là giao lộ Trần Bình Trọng với lại Cao Đạt nè. Đây bánh mì Bạch Hổ đây. Rất là nổi tiếng. Bên kia thì có cô bán trái cây cũng rất là lâu năm rồi, mấy chục năm ở đây. Và nhà này đang, nhà ngay góc đang cho thuê rồi, người ta đang xây lại rồi. Một cái nhà ngói, nhà hội đồng ngày xưa, và ngày nay thì cho thuê, người ta đang làm lại. Trị giá cho thuê thì nghe nói là 120 triệu một tháng, tương đương với 5-6 ngàn đô một tháng. Rồi chúng ta tạm biệt nha, hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo.